Hơn 1,7 tỷ thì quý vị có thể mua nhà ở đâu mà thuộc quận Hà Đông 4 tầng xây mới ạ? Xin chào tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay review gửi tới quý vị một ngôi nhà 4 tầng xây mới ngõ nông đường thoáng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích 31 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Kia là đường ô tô, đây là ngôi nhà. Với cùng dự án này có 4 căn thì đã bán 1 căn và chỉ còn 3 căn. Ngõ trước nhà được khoảng tầm 1,8 m, cách với lại hai nhà là ra tới đường ô tô tránh. Vị trí thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đi lại rất là thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ hoặc quý vị đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân, đi làm theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh rất là hợp lý. Với vị trí này thì xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với trục đường quốc lộ 6, gần với bến xe Yên Nghĩa, thuận tiện đi lại. Quý vị nào mà đi làm theo cái cung đường tuyến đường sắt trên cao Cát Linh thì từ vị trí ngôi nhà này quý vị có thể di chuyển đi ra tới bến xe Yên Nghĩa để gửi xe và đi làm bằng tàu điện trên cao rất là hợp lý. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà, diện tích 31 m², xây dựng là 4 tầng. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 thì thiết kế phần cửa chính. Cái ngôi nhà này thì thiết kế của nó là mặt tiền của nó rộng mọi người ạ. Mặt tiền của nó 9 m², cho nên thiết kế được cái phần chiều dài thì lại hơi ngắn, nhưng bù lại được phần mặt tiền rộng thì nó lại rất là thoáng. Mặt tiền rộng cho nên là thiết kế ngoài cái phần cửa chính thì căn nhà này thiết kế thêm cho quý vị hai ô cửa sổ nữa. Đó. Tất cả cửa chính cửa sổ đều được thiết kế hai lớp đầy đủ chỉn chu. Với phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là bên ngoài sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa kính cường lực. Cửa kính kéo mọi người nhé. Đó. Còn đâu thì cửa sổ thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần tầng 1 với phần hoàn thiện của ngôi nhà xong hết. Đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Gạch lăn nền kích thước gạch 60 60 vân đá. Vị trí thuộc quận Hà Đông. Đi lại giao thông thuận tiện, gần với lại đường ô tô cũng như gần bãi gửi xe ô tô ngày đêm thoải mái. Giá bán thì chỉ hơn 1 tỷ 7, rất là rẻ, rất là hợp lý. Gần như tại thời điểm bây giờ thì nó gần như rẻ nhất của Hà Đông luôn mọi người ạ. Và chỉ còn 2 căn để cho quý vị lựa chọn thôi. Đây là phần không gian phòng khách, phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp, chủ nhà thiết kế cũng tương đối là đầy đủ về phần tủ bếp này. Rồi là phụ kiện bếp, chất liệu inox 304, chậu rửa được lắp đặt xong hết rồi. Mặt bếp thì ốp đá đen granite, xung quanh bếp thì ở đây là ốp cho quý vị là ốp gạch. Nói chung với một cái phân khúc nhà giá rẻ nhưng chủ nhà thiết kế làm sao tối ưu công năng sử dụng. Về cái thửa đất thì người ta mua như thế nào thì người ta xây và thiết kế như thế. Không ai mong muốn là với cái ai cũng mong muốn là mặt tiền phải 5 mét, chiều sâu phải được 10 mét hoặc là ít nhất là phải tầm 40 mét, nhưng thực tế luôn nó sẽ bị độ giá thành đất lên rất là cao. Cho nên những cái phân khúc nhà giá rẻ này nó sẽ phù hợp cho quý vị có tầm tiền vừa phải, và quý vị nào mà đang có một số tiền khoảng tầm 500 đến 600 triệu tiền mặt thì còn lại quý vị có thể sở hữu ngôi nhà này rồi. Còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất, tối đa 30 năm, tối thiểu là 3 năm. Và hiện tại lãi suất bây giờ rất là rẻ, chỉ hơn 6 chấm thôi thưa quý vị. Ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 1 đây. Nói chung Ngọc Anh sẽ quay review rất chuẩn chỉnh cho quý vị. Quý vị có thể cân đối, cảm thấy phù hợp thì mình đến xem. Nhà thì có sao thì thế thôi, giá rẻ, hợp lý. Tuy nhiên thì cái công năng là chủ nhà cố gắng thiết kế tối ưu cho quý vị, cho một hộ gia đình sử dụng. Cầu thang đặt ở góc nhà đây quý vị ạ. Phòng khách này, phòng bếp này, phòng vệ sinh và cầu thang ở cuối, hai cửa sổ hai bên. Mặt tiền căn nhà này nó rộng cho nên thiết kế của nó hơi khác biệt một chút, cho nên quý vị xem hết video để xem là cái căn nhà này thiết kế nó như thế nào nhé. Đây toàn bộ là mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng là gỗ. Mời quý vị theo em lên trên tầng để khám phá các tầng tiếp theo. Và thưa quý vị, trên tầng 2 của ngôi nhà chủ nhà thiết kế đây. Ngay đây là có một chiếc cửa sổ để lấy ánh sáng xuống phần cầu thang. Và tầng 2 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ. Một phòng ngủ rất là rộng này, rộng thoáng, cửa sổ, ống chờ, dây chờ, chờ điều hòa lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện xong hết rồi. Cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Trên phía tầng 2 đây thực tế phòng ốc rất là rộng, gạch lát nền kích thước gạch 60 60,
vuông vắn mọi người nhá, dễ dàng kê đồ nội thất, giường, tủ bên trong. Phần ở bên ngoài cạnh cầu thang là chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh tương đối là rộng. Đây là phần phòng vệ sinh mọi người ạ. Đó, phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp gạch lên trên tới tận trần, cửa sổ thông thoáng hướng ra vào đằng sau, cũng như là có đầy đủ bồn cầu, sen cây tắm, lavabo. Tất cả cửa nhà vệ sinh thiết kế cho quý vị là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, mời quý vị theo em đến tầng 3 nhé. Và ngoài đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà, với phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, cũng ở phần cầu thang là có một ô cửa sổ siêu thoáng này, một phòng vệ sinh ở đây này, một phòng ngủ. Như vậy lên trên phía tầng 3 là ngôi nhà này có hai phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng. Vị trí thì lại thuộc quận. Với cái tầm tiền này hiện tại bây giờ quý vị có thể mua được ở Chương Mỹ, quý vị có thể mua ở Đại Thành, Quốc Oai. Còn đâu thì ở Hà Đông chỉ còn một số những cái căn nhà như thế này là giá rẻ nhất bây giờ rồi. Cửa thông phòng. Đây, thiết kế cửa gỗ. Với giá bán rẻ, hợp lý, phù hợp với tiêu chí của quý khách hàng có cái tầm thu nhập vừa phải, tầm vừa tiền mà quý vị mong muốn là được hỗ trợ vay vốn ngân hàng, thì căn nhà này là một trong những căn nhà mà quý vị có thể cân nhắc được, rất là hợp lý, trả trước 5 đến 600 triệu, còn lại là ngân hàng hỗ trợ cho quý vị. Đó. Hai vợ chồng mà sở hữu trong ngôi nhà này, sau đó thì thay vì cái việc đi thuê thì mình có thể vừa bỏ số vốn nho nhỏ và mình vay ngân hàng, rất là hợp lý đúng không ạ? Mời mình theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà để khám phá xem ngôi nhà này 4 tầng thiết kế nó có thực sự phù hợp cho một hộ gia đình sử dụng hay không nhé. Và hiện tại ngoài đang đứng ở phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà, ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lại ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đó. Thiết kế một cái phần ô cửa sổ siêu rộng, siêu thoáng ở đây. Căn nhà này thì thực tế là chủ nhà thiết kế tối ưu công năng, cho nên quý vị khi mà về sử dụng, quý vị có thể thiết kế ra ngoài ở đây một dàn phơi thông minh để phơi quần áo. Còn ở đây là trên tầng 3, trên tầng 4 này, chủ nhà thiết kế khu lắp đặt đồng thời ở đây là máy giặt để đây. Và trên này thì thiết kế chỉ một phòng vệ sinh thôi, chỉ một chiếc bồn cầu thôi. Và đồng lại, chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể mục đích làm công năng, sử dụng phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thờ, tùy mọi người. Nhưng như vậy nên trên phía tầng 4 là có 3 phòng riêng. Tầng 1 thì phòng khách, phòng bếp, để xe. Nói chung là tối ưu công năng thôi, còn nếu mà để nói hoàn hảo thì nó khó lắm mọi người ạ. Bởi vì mỗi một người có một cái nhu cầu riêng, mỗi một hộ gia đình có một cái nhu cầu sử dụng mồm riêng. Có những người thì sử dụng làm hai vợ chồng, hai đứa con, nhưng mà cũng có những gia đình ít người hơn thì sử dụng với cái nhu cầu công năng nó ít hơn. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể về em nhà xinh xắn nhỏ nhắn và giá rẻ này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để quý vị có thể được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế, tất cả đều miễn phí nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.